Xin chào mấy cô, mấy chú, mấy bác. Xin chào mọi người. Đoạn Vinh Quang mới vừa livestream xong thì đây là bắt đầu giờ của hai ông bố giữ con, hai ông bố bỉm. Thường cái giờ mà livestream ấy thì sẽ có bà nội giữ. Sau khi tụi em livestream xong thì bắt đầu tới tụi em sẽ canh hai đứa con tới sáng luôn. Dạ, bây giờ để con lên giường anh này. Dạ. Ý, quên, có cái hoa với quà. Một chút xíu mình khui quà luôn đi. Quên, sẵn cái clip này thì có mấy cái món quà của mấy cô chú và mấy bác gửi cho ca ca và mùi muội để hồi em khui luôn nha. Cả nhà ba hổm giờ gửi quà giờ mà tụi em chưa có thời gian khui nữa. Bây giờ để con xuống nhanh nha. Cho cha hôn cái nè. Cho hôn cái nè. Đưa mặt ra cho hung thì trời. Bao nhiêu đây là hạnh phúc rồi đó cả nhà ơi. Anh Quang giữ ca ca, mùi muội thì đang ngủ rồi. Bây giờ em nói chung là đây em xin cảm ơn thay mặt hai đứa con trai và con gái của em, cảm ơn bà con cô bác đã gửi quà tặng. Cái này thì tụi em cũng hơi bất ngờ, một cái là của chị Quốc Khánh gửi tặng và liên lạc với người nhà với ba của em gửi tặng, còn một cái thùng này là của chị từ nước ngoài mà thật sự em không có biết, bây giờ em vẫn chưa biết tên gì luôn. Tại vì cái này là nhân viên báo là có chị nước ngoài gửi nguyên một thùng đồ về cho tụi em, mà cái thùng đồ này là gửi hôm mình Thái Lan đó. hôm trước khi mà ca ca mùi muội ra đời lặng cả nhà. Thì bây giờ em sẽ khui cái phần quà này của chị Quốc Khánh trước nha. Đây là một giỏ hoa rất là đẹp, hoa tượng trưng cho nó tươi tắn á cả nhà, và có dòng chữ thế này: chào mừng ca ca muội muội đến với gia đình, chúc mừng hai con thêm nhiều may mắn và bình an suốt đời, lớn lên sẽ là một cô bé dễ thương ngoan hiền, một cậu bé thông minh giỏi giang, đẹp trai xinh gái, bác gái Hải Phòng nè. Trời ơi, trời Cảm ơn ơi, bác chị. gái Hải Phòng nè, mà để ra anh le lưỡi, bác gái Hải Phòng để cái lưỡi le nữa. Em cảm ơn chị Quốc Khánh, hình như là Em cảm ơn chị Quốc Khánh. hình như Còn là còn để trên còn đây, để tạm trên đây nhé. để đây đi đó cho đẹp. Ồ, tự nhiên có hoa cái thấy đẹp ngang ha. Rồi, ủa cái này cũng là của chị Quốc Khánh luôn, em xin phép khui luôn nha. Đây, ủa gì chắc cái gì. Ồ, cái dây vàng cho bé đeo. Ồ, cả nhà ơi, cái này là con cọp đó anh, con cọp ý, con cọp nè. Ồ, cái này chắc để con ca ca một bữa, cái bữa là chắc hai dây giống nhau á, hai dây giống nhau quá. Và tiếp theo, đúng rồi, hai dây giống nhau. Wow, ngày mai em sẽ đeo cho ca ca một bữa, để ca ca một bữa có gì. Giấu cái giá trị của sản phẩm, tại vì đối với em á, cái giá trị mà cái tình cảm của chị Quốc Khánh dành cho ca ca mình nó sẽ hơn cái giá trị này rất là nhiều. Em xin phép cảm ơn nhà bà chị sản phẩm của ca ca chị. Cho em xin nói được thôi, nhiều chị muốn làm á, anh chị sẽ tổ chức đoàn với quen sẽ quay cái này lên rồi để cho người ta gửi quà nhiều, thực sự phải đâu quên quá chị ơi, trên live stream á. Liên lạc với người nhà, liên lạc được với số chốt đơn để gửi, và biết luôn cái địa chỉ của shop em gửi thẳng về luôn. Đến cái thùng này nè, và của chị bên Mỹ là chị mua hàng của em á, rồi xong rồi chị biết được cái địa chỉ của shop rồi gửi thẳng về cái địa chỉ của shop luôn, và em cũng hoàn toàn không biết. Nhưng mà như vậy là nó quý lắm đó các chị, phải cảm ơn bác gái Hải Phòng nha. Trời ơi, hình như đây là tím là thấy của mỗi người liền luôn.
dùng để đựng đồ cho Barbie khi đi chơi gọn tiện. À, bao tức là vali đó. À, sau khi tụi con nhận được đồ, tụi con vali hay tụi con Weber hay là text message cho cô nha, cho bà nha. Cho bà nha. Please, thank you, please. Rồi. Đây cả nhà ơi, đồ. Tất cả đều là đồ mới hết. Đồ em bé. Đồ em bé. Đây, có số điện thoại. Số điện thoại của shop á. Không, số điện thoại của cô. Trời ơi, một đống đồ luôn á, cô chú ơi. Coi nè, mấy chị ơi. Đồ này là con chắc khoảng thôi noi là con mặc được á anh. Đồ này thôi noi mặc được nè. Thôi noi với lại con 1, 2 tuổi, 2, 3 tuổi là mặc được hết luôn. Đồ của mùi mùi nè. Anh khui cho con trai luôn nha. Nè. Trời ơi. Trời ơi, cái quần trắng động chưa? Con mùi mùi ha. Ờ. Kim pha, kim tiếng lấp lánh lấp ơ nè. Đó. À, mấy cái đầm này mặc cưng xỉu nha. Nè. Nha. Cưng quá cưng. Mấy cái đầm này mặc cưng xỉu nha. Con gái lớn xíu là có đồ rồi đó. Có hai cái vali nhỏ. Con gái có phước hơn ba đó rồi. Có phước hơn hai ông bố đó rồi. Rồi anh ơi, cưng quá vậy. Cưng quá. Ừ. Áo có nón nè. Là cái áo này nè, là mặc áo đầm mà có cái nón. Cưng xỉu. Thơm mùi đồ mới. Có cái gì đây nữa nè? Cái nhà này có cái gì nữa? Bây giờ em mình. Ồ. Oh, có cái xe đồ chơi. Có hai cây lược. Khoan giờ mình phe đồ con gái trước đi, mình cho Quan và Đoàn cái lược là cho em với anh nè. Thế kia live stream mình đó mình không có lược. Quan và Đoàn. À, có hai cây lược được cô tặng ơi. Quà. Hai cháu là có qua ly có đồ. Hai ông bố được hai cây lược. Hai cây lược. Con có cái rồi. Anh nhớ cái vụ cái lượt là gì không? Trên live stream á, tụi em có kể với mấy chị nghe á, tụi em thở này làm, người ta nói làm cho lắm. Có cái lần em live stream mà làm cho lắm tấm không có cái quần thai mấy chị. Là có nghĩa là nguyên một cái nhà không có cái lượt. Mà có một cây lượt sắt á, khó chảy, chảy nó sẹp lép. Mà cây lượt sắt đó là ba này ba mua chảy lông chó nữa. Mà trước khi trước khi là live stream á mấy chị hả? Cứ lấy cái lượt nó chảy hoài tức quạo. Vậy là em đảm bảo là lý do tặng cái lượt em đảm bảo là cô xem cái livestream đó. Vậy là cảm ơn cô. Sao cô? Nè anh. Có chiếc xe. Ở cái nơ với cái bộ đó đó. Cái nơ với bộ này nè. Bộ gì hả? Bộ này. Mà mặc cái bộ này cũng được luôn. Nhưng mà được luôn, nhưng mà bộ này. Cái nơ này là cái băng đô quấn trên đầu á. Khá mà em thích luôn. Con. Mấy chị cho nhỏ lại. Cha đây con. Con. Hai em bố nói chuyện lớn quá con nó tự nhiên có cái quà cho mình lớn quá. Ừ, tự nhiên nãy giờ của con của mình nhỏ xíu có hai cái lược, cái hai mình làm lố. Còn nữa thấy đây có lược đó nè, quang đòn luôn. Trời đất ơi, con mua lược quá chị, cái lược luôn. Để đây con cho giữ cái túi này, giữ cái túi này lại nè. À, ý là hồi nãy là giữ cái hai cái túi này để đi đâu mang. Ấy cái lược nữa nè, cái lược nè, quan đoàn nữa nè. Có được cái được chắc là chỉnh chu nha cô chú mấy anh chị, tặng quà mà cái nào của hai ông bố là ghi nha. Có lá thư. Mà cô không để tên nha, cô chỉ để t, con không biết tên. Thôi, cô bây giờ á cái quà để đây đi, giờ em rất là nôn nao đọc cái lá thư này. Trời ơi cô, không cô gấp thì cô cột lại từng cái thì cái một đây. Đồ con quá trời. Đây là những thứ là rất là quý giá. Hai bao đồ. Cái thư này mình sẽ để lại nha. Giữ cái thư này. Cho đây con. Anh đọc trải hơn em, anh đọc đi. Chào Quang và Đoàn. Tụi con rất ngạc nhiên khi nhận hai thùng quà này. Chính xác là tiếng Anh của nó đó. Bà tự giới thiệu, bà 80 tuổi. Bà 79 rồi. U80, 79 tuổi. Sống ở California. Bà rất ngưỡng mộ tụi con. Đúng ra hai thùng quà này bà sẽ mang về Việt Nam vào tháng 2 năm 2024 tặng cho Kaka và Muội Muội. Trời ơi, đọc đến ngừng đỡ cho gà luôn. Nhưng bà xem và nghe trên mạng những ý kiến của những người tiêu cực về tụi con, nên bà quyết định gửi quà về ngay. Quần áo của Kaka và Muội Muội mặc khi 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng để gián tiếp, để
để gián tiếp hả là, trả lời để gián tiếp trả lời đến những người nào đó họ có cái nhìn quá thiếu cận thời đại, thiếu cận thời đại 4.0. Bà hy vọng tụi con vui vẻ nhận món quà này thay mặt ca ca và muội muội. Ngày 16 tháng 2 năm 2024, bà có mặt tại Sài Gòn. Bà hy vọng hân hạnh được diện kiến tụi con trong thời gian bà ở Việt Nam. Bà về 6 tuần. Bà chỉ dùng Viber giới hạn phần phần bạn bè. Những mạng kia nhiều người vào, bà không thích. Bà xin tụi con một điều, đừng nói tên bà, chỉ nói bà U80 tặng quà cho Kaka và muội muội kèm theo hình hai con chụp hai cái vali là bà biết bà cháu mình hiểu nhau là ok rồi. Dỗ con. Bà về Việt Nam sau. Lăng bà về Việt Nam sau cùng là năm 2018. Mỗi năm bà về một tháng, nay hết dịch bà về lại Việt Nam một tháng. Hai mục đích chính bà về Việt Nam lần này là thăm gia đình nhỏ cùng hai gia đình lớn của tụi con. Vì bà không có địa chỉ và số điện thoại phone của tụi con nên chỉ có một cách duy nhất là gửi về Đồng Tháp. Mong tụi con thông cảm cho. Sorry, bà đã order kênh của tụi con qua các bạn ở Sài Gòn. Hơn 200 đô. Nếu được để giao luôn với tụi con. Messenger cho bà. Dạ, cảm ơn. Hẹn gặp lại sau nhé. See you later. Hẹn gặp sau. Chúc cho con và cả đại gia đình của tụi con được mọi điều tốt đẹp. Thanh Kiều. Đây là nét chữ của bà 79 tuổi. Nếu được tụi con gặp bà ở San Jose. Dạ. Tại vì thật sự là bình thường con chia sẻ thật là con đọc chữ cũng không có rành nữa. Nhưng mà con rất là trân trọng từng cái ngoại bút viết này mà bà đã gửi đến gia đình tụi con. Thật sự là đầu tiên là tụi con nghĩ là chị, sau đó tụi con nghĩ là cô, mà bây giờ là U80 thì tụi con xin phép gọi lần bà 79 tuổi. Rất là may mắn tại vì khi mà nãy cái lúc mà anh Quang mà đọc được cái đến cái dòng mà đến bây giờ con còn bạn nơi ốc đến con cũng gần dây ốc. Đến cái dòng mà cái hai qua ly độ này là bà theo đúng lý là bà sẽ gửi về, bà mang về cùng. Mang về cùng năm 2024 bà sẽ mang về cùng, nhưng bà thấy những cái bình luận tiêu cực của bà tức bà muốn cho em. Theo như anh thì em nghĩ là kia nhờ, em nghĩ cái ý của bà là bà đã 79 tuổi nhưng bà rất là thoáng. Có nghĩa là bà muốn gửi món quà ca ca mười muội sinh ra trong một cái tình thương của tất cả mọi người, chứ không riêng về cá nhân của hai ông bố và ông nội bà nội không, mà còn được rất là nhiều cô chú anh chị thương và ủng hộ nữa. Và giống như là bà khi mà giống như cái câu viết của bà nghĩ là 2024 sẽ mang cái món quà này về Việt Nam, nhưng giờ bà muốn gửi về luôn để cho người ta thấy rằng là ba là con để cho người ta thấy rằng là tuy là bà lớn tuổi nhưng bà rất là thoáng và rất là yêu mến và ủng hộ cặp đôi Thanh Đồng và Hà Chí Quang cũng như là ca ca vừa muội. Và nói chung là tụi con xin phép chân thành cảm ơn cái món quà này đối với con. Hai cái quà ly đồ này tụi con rất là trân trọng, nhưng mà cái vô giá vẫn là một cái bức thư mà bà ngồi tự viết từng câu từng chữ trong đây. Tuy tụi con đọc có nó có hơi phát tại vì có những cái từ tiếng Anh trong đây nữa, nhưng như là bà thông cảm, nhưng chắc chắn tụi con đã hiểu được cái ý trong bài thơ này. Dạ. Trong cái câu từ lá này thư. Lá thư này tụi con cảm ơn và trân trọng sẽ giữ cái lá thư này để làm một kỷ niệm. Đây là một kỷ niệm. Hồi nãy khi mà anh nói tự nhiên bà kêu là không có cần đọc tên bà lên, ví dụ như là cảm ơn bà hay gì đó, chỉ có cần chụp cảm ơn bà, cảm ơn bà 79 tuổi là được rồi. Dạ rồi, em cuối kiếp cho muội. Bà gửi quà gì cho tụi con đó thấy không? Nếu này cái nhìn tỉnh bơ à, không có la nữa rồi. Mà quan trọng là đồ từ Mỹ, nhưng mà ý là từ 6 tháng tuổi, 9 tháng tuổi và 12 tháng tuổi. Gửi ba lại là 6 tháng tuổi, 9 tháng tuổi và 12 tháng tuổi là gửi ba cái tặng. Nhưng mà em con nghĩ là
với lại Đoàn nghĩ là đồ này sẽ mặc tới 1-2 tuổi vẫn được. Dạ, sẽ chắc là trang trọng và quý quý lắm. Dạ. Tại bà biết mà, bà biết dưới 6 tháng tuổi là bé mặc đồ gì rồi gì, gì, gì đó. Rồi, trời ơi bộ đồ này xinh quá anh ơi. Rồi, bộ... trời, con mà lớn mùa này ha, mặc mùa này đúng mùa này luôn nè. Ừ. Tụi con khui ra đúng cái mùa Noel này mặc cực kỳ đẹp. Đang mùa Noel. Đẹp quá. Đây. Mà nói chung là chắc con nghĩ là theo như em nghĩ là bà sẽ rất là có gu nha. Trên màn hình thì không biết nhưng mà tại vì em là một đứa cũng có gu đồ đó, em nghĩ là đồ này mà mũi mũi mà mặc vô là sẽ rất là xuất sắc. Những cái bộ đồ cô bà lựa là rất là có gu nha, thật sự rất là có gu luôn. Cái này là phối đó, phối vô phối ra rất là nhiều cái phối, phối vô là tuyệt vời, có gu cực kỳ. Dạ. Ừ. Đây trời ơi. Cái đầm dễ thương chưa, cưng quá, cưng xỉu chưa hả nè. Cộng thêm cái này đấy, cái gì cái quần nhỏ ở trong đó. Cái led kim. Để em mở mở đồ kaka đi. Giờ em để đây. Dạ con. Nè. Giờ đợi em để đây đi. Rồi em hồi em sẽ ship lại. Đây. Cái đồ của kaka nè. Đây. Cái đồ của kaka. Năm sau. Ở cái 2024 à về Việt Nam. Là còn lâu mà. Không, năm nữa. Một năm nữa. Tết năm sau đó. Tết năm sau. Tháng 2 là Tết, đúng Tết năm sau bà về. Trời ơi. Tết năm nay thì sao? Đúng là có gu không anh? Coi nè. Vậy là ca mùa mùa ngoài có những cái tình ý thương. Ủa? Ý. Hợp màu ha. Ừ. Thấy chưa? Các cô, các chú, cả bà nữa. Mọi người đều thương tụi con. Thấy không? Thì đồ quá trời đồ. Coi nè. Coi đồ luôn nè. Coi gu đồ nè. Ôi, thật sự là bà có gu quá bà ơi. Ca cảm ơn bà, mùi cảm ơn bà mà mùi ngủ rồi. Dạ mùi đang ngủ rồi, còn ca hả? Dạo này á mấy chị hai đứa ca mùi biết giờ nha. Ban ngày là hai cháu nằm không đòi gì hết, để đúng cái giờ mà hai ông bố livestream làm việc xong. Đúng cái giờ mà hai ông bố livestream làm việc xong là hai cháu là thức là đòi. Mà mùi hôm nay đã bắt đầu ngủ say chút xíu rồi, cho coi. Cái hai túi là bên. Hồi nãy là nói cái túi này nè. Cô dự cái túi này để sắp đồ đi cho cháu rồi. Nhưng mà tụi con đã sắp tới, tụi con sẽ đi sẽ sắp cái vali này. Cái vali luôn. Vali này. Cái vali là vali của đâu có gu đâu. Khá đẹp. Đâu có nè. Đâu có miếng gu nào đâu. Nè. Đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. Đây. Đâu có miếng gu nào đâu. Trời ơi. Cái áo nè, cái quần nè. Cái này con gì dễ thương vậy? Con gì á? Con giống như con nữ con voi, nữ con gì dễ thương quá. Ok mà mặc bộ đồ này chắc cưng xỉu nha. Trời ơi. Nè áo nè. Trời ơi, cái cây nè. Xuất sắc không? Đẹp quá. Quá trời rồi cho con luôn. Quá trời rồi cho con luôn. Trời ơi, quần, trời ơi phong cách nha. Quần nè. Quần nè. Áo nè. Quá trời rồi. Quá trời luôn. Quá trời, hôm nay là ca mùi mùi là quá trời hòa luôn. Của bà không là hai cái vali cho tụi con luôn. Rồi của bác Quốc Khánh nữa. Bác Quốc Khánh ở ngoài Hải Phòng là hai sợi dây đeo có hình con cọp bằng vàng luôn. Trời ơi, hai cái sợi dây đeo hồi nãy cả nhà là hai con cọp bằng vàng thiệt. Bằng vàng thiệt. Hồi nãy tụi em đọc đó, thật sự là khi cái giá trị vàng em không nói lên đây. Tụi em không nói lên đây thật sự là cái rất giá trị, có giá trị. Nhưng mà tụi em kêu cái giá trị dù bao nhiêu cũng không. Ví dụ như hôm nãy giờ em kêu như đây không. Tụi em kêu là còn hơn cái tình cảm, nó còn hơn rất là nhiều. Và tụi em trân quý cái tình cảm. Và tụi em cảm ơn rất là nhiều một bó hoa lãng hoa của chị với những cái câu chúc rất là tốt cho các cháu. Thì cái điều đó tụi em cảm ơn rất là nhiều. Sẵn đây thì em xin nói nè, có thể là em vinh quang sai sót rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là cái điều này là tất cả anh chị cô chú sẽ thông cảm được. Tại vì Đoàn bên ngoài không nghĩ là cái chuyện hai đứa quen nhau không ao được gọi là công khai đó, công khai với nhau. Rồi khi mà tụi Đoàn với anh Quang có được ca và mùi được rất là nhiều lời chúc mừng. Tại vì nói chung là rất hàng ngàn, hàng trăm ngàn bình luận chúc mừng. Nhưng mà chẳng qua video clip này thì em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cái món quà mà vô giá nhất tụi em xin nói lại là tình cảm của tất cả cô chú anh chị dành cho gia đình Thanh Đoàn Hà Chú Quang Kaka và Mùi Mùi. Đó là một cái tình cảm rất rất là vô giá, cực kỳ vô giá luôn. Còn về xin phép quay lại cái lá thư của bà.
bà cứ an tâm, và tất cả mọi người đã theo dõi đoạn Vinh Quang, mọi người biết là tất cả những cái gì mà bình luận tiêu cực trên cộng đồng mạng, tụi em sẽ không có đáp trả hay phản ánh gì với vấn đề đó nữa, và tụi em đã nguyện rồi. Cố gắng sống để được cái phước với cái đức, cái nụ cười cho con. Ai mà chửi, ai bình luận tiêu cực, được gọi là khiếm nhã, thì sẽ biến cái những cái bình luận đó sẽ là một phần quà cho bà con. Thì em không phải nói là em không làm, tại vì mỗi năm em đều làm, nhưng chắc chắn hôm nay là thứ ba, thứ tư gì đó, thì thứ bảy tuần này là tụi em có làm một suất cho bà con tại khu vực Phú Nhuận, tại khu vực quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và thêm một tuần lễ sau, một hai tuần sau, tụi em sẽ làm thêm một suất nữa ở Gò Vấp. Và Tết tụi em sẽ làm hai suất, một suất là ở thị trấn Thanh Bình và một suất là thị trấn Tràm Chim. Là tổng cộng từ đây đến Tết tụi em làm tới bốn nơi. Và tại vì cái mà của Tết đó là cái là định kỳ luôn, được là mỗi năm. Còn riêng mấy cái phần này là em làm thêm cho con em, là ai chửi gì chửi tụi em vẫn cố gắng làm, tại vì mình nhìn là có rất là nhiều cô chú anh chị thương. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi gia đình nhỏ của em. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thay mặt Kaka và Mùi Mùi, cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cô chú ơi, đợi Kaka và Mùi Mùi ra tháng sẽ up hình và sẽ lên trình diện cô chú cho mọi người theo dõi và ủng hộ nha. Bây giờ gia đình Thanh Đoàn Hà Chí Quang, Thánh Đoàn Hà Chí Quang, Kaka, Mùi Mùi, cảm ơn cô chú, bye bye cô chú rất là nhiều, muốn tim. Cảm ơn bà, cảm ơn chị Quốc Khánh, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của tất cả mọi người, cảm ơn.